Đấy rồi, cuối cùng chúng ta sẽ có được những diễn biến đầu tiên tại map thi đấu Myanmar, map thi đấu thứ 3 ngày hôm nay. Với Vâng. Cú Ốc thì khoảng thời gian ngày xưa chơi dưới màu áo của Bad Boy thì Myanmar có phải là một map mà các thành viên Bad Boy chơi mạnh hay không? Không, thực sự là cái map mà bọn mình thi đấu mạnh nhất thì bây giờ đã được loại ra khỏi hệ thống thi đấu giải rồi, đó là map Vikendi. Còn map Myanmar này như Cường OT có thấy là trong cái mùa giải PMPL Season 2, bọn mình đã có rất nhiều trận là chết trên con đường vào bo. Bởi vì map Myanmar này là một map nếu mà lút ở xa vòng bo ấy, hoặc là bị vòng bo từ chối ấy, thì đấy là một cái bất lợi cực kỳ khó khăn ở ngay từ đầu trận đấu rồi. Xác là như vậy rồi, nhưng với cá nhân tôi nhớ về những cái ấn tượng của Bad Boy thì lại là ở trong map thi đấu San Hốc nha, với liên tiếp những trận thi đấu mà các bạn sử dụng high ground cực kỳ hiệu quả. À thôi, không làm màn nữa thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo nào. Ở đây là khu vực Minas, nơi mà tôi đang thấy vị trí của Gia Huy bên phía Basel. Basel đã lựa chọn cho mình khu vực nhảy này. Đây là một khu vực nhảy mà đã từng được gọi là ngôi nhà của Talon. Trong khi đó thì Laiglu, vị trí của Crocodile, hoặc là Laiglu đang... Uầy, vâng, chỉ là một cái miệng núi lửa La Bendita khá nghèo thôi mà chúng ta cũng đang có một cuộc đụng độ ở đây. Vãi chờ xem, với game thi đấu vừa rồi Crocodile bắn khá tốt cùng với những người đồng đội của mình thì liệu game thi đấu này đối đầu với một đối thủ không quá kinh khủng thì liệu họ có vượt qua được hay không đây? Liên tiếp là những cái tình huống nhá đến từ cả Leo cũng như là vị trí của một thành viên bên phía Brick2. Vâng, hai thành viên này, hai player này đang chơi cho mèo vờn chuột ở đây không đây. Một khẩu Uzi với một khẩu M762 là hai khẩu súng ở vua tầm gần. Tuy nhiên thì vẫn chưa có một player nào phải nằm xuống cả. Vẫn đang nhá rất khó chịu từ vị trí của Leo. Vâng, như vậy thì Leo đang là người thiệt máu hơn rồi. Trên tay có Beryl, một vũ khí cực kỳ lợi thế ở tầm gần, nhưng có vẻ như Leo đang hơi cóng rồi. Và ở một diễn biến khác thì bất ngờ thay, Titan Team đã phải dừng lại ở vị trí top thứ 16. Và đó là 4 điểm ở gục dành cho Ikeming. Ở góc còn lại này thì Laiglu, vị trí của Leo cũng nằm xuống rồi. Một tên bắn mà rõ ràng là quốc tốt hơn và có những tiếng hỗ trợ nhau là kịp thời hơn, nhưng không sao cả khi Elohim xuất hiện ở đây. DMA vừa bị headshot và tiếng nước chưa trở về là 3v3. Và ngay lập tức là tình huống gạt giò lấy điểm đến từ vị trí của Crocodile. Có thể nhìn thấy là cả Laiglu cũng như là Brick2 họ đang chia đội hình ra rất là hợp lý. Bây giờ chỉ cần một bên nào đấy sơ hở thôi thì ngay lập tức đội tuyển bên kia sẽ bỏ túi cho mình được một kill. Còn Crocodile đã bổ sung được cho mình một lượng trang bị cũng khá đầy đủ rồi. Trong khi đó thì ở khu vực này, vị trí của Ben Kun bên phía ENU. Và nghe thấy tiếng xe của Xiaomi và có một tình huống là ngồi im thở khẽ. Một pha chơi rất biết người biết ta tới từ Pen Cun. Như vậy thì các thành viên bên phía Xiaomi cũng đã bỏ đi rồi. 0808 một player nữ tại giải thi đấu lần này, mà tôi thấy rằng hai game thi đấu đầu tiên ngày hôm nay thì Caster 2PT cũng với Loki đã nhắc đến rất nhiều, thì đúng là 0808 hay được gọi là muối thì sở hữu một cái kỹ năng cá nhân cực kỳ kinh khủng. Cá nhân tôi cũng đã được chơi cùng với cả muối ở trong những trận thi đấu bắn rank rồi, và đúng là khi tôi nghĩ rằng cái kỹ năng cá nhân còn hơn một vài player nam tại giải thi đấu lần này nha. Ông Cường nói thế tôi tủi thân đấy Cường ạ. Bởi vì là tôi cũng đã từng được được muối gánh trong mắt thi đấu xa đốc rất nhiều. Sự hiếm khi thấy có một player nữ nào mà sở hữu cái kỹ năng cá nhân tốt đến như vậy. Và các bạn đừng quên rằng là một event song song với các giải thi đấu PMNC lần này của chúng ta, đó là khi mà chúng ta đạt được một cái mốc peak view là 20k CCU thì sẽ có một code với bộ trang phục siêu đẹp được tặng cho các bạn khán giả. Vâng, quay trở lại khu vực miệng núi lửa này thì Laiglu, vị trí của Hunt đang liên tiếp là focus vào hai thành viên còn lại bên phía của Brick2World. Vâng, tôi đã nhìn thấy một cái góc ngồi không được đẹp cho lắm đến từ vị trí của Trọng đó cũng như là vị trí của JST. Vâng, đã có tình huống trải nét lên đến từ vị trí của Hunty rồi. Không chính xác là còn smoke để che đi tầm nhìn để tạo điều kiện cho những người đồng đội của mình đẩy lên trên này. Thôi xong rồi, đây là một góc high ground quá đẹp dành cho Hunty. Và nếu như không có gì quá đặc biệt xảy ra thì tôi nghĩ rằng Laiglu sẽ rất dễ dàng. Từ anti bất ngờ là người bị headshot bởi rút. Cái quái gì vậy? Vâng, Crocodile cùng với Elohim đã không thể hỗ trợ được người đồng đội của mình ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Và giờ thì bất ngờ thay Laiglu Gaming là người khó hơn nha. Họ chỉ còn lại có hai người thôi, trong đó Brick2World còn 3. Và vị trí người còn lại là 0706 cũng đang bắt đầu di chuyển đến rồi. Vâng, có vẻ như là một tình huống mà bên phía Laiglu họ có lợi thế về ground nhưng mà lợi thế về người thì không. Lợi thế về người vẫn đang hiện tại vẫn đang thuộc về bên phía Brick2World. Khi mà cả Trọng đó, vâng, một tình huống bắn tốt từ vị trí của Zeus
knock out vị trí của Crocodile rồi. Bây giờ chỉ còn lại Elohim thôi. Liệu làm sao có thể cứu được từ Crocodile trong tình huống này đây? Thôi xong rồi, trông có vẻ như đây sẽ là một cái gì đó khá đáng tiếc dành cho Light Blue tại map thi đấu Miramar này. Một cái top 15 đang rất gần với vị trí của Light Blue rồi. Và phần nào đó chúng ta cũng thấy được những player trẻ đến với cái giải thi lần này họ cũng có được một sự tự tin rất cao nha. Đối đầu với cả một đội tuyển có thể nói rằng lão làng ở trong làng PUBG Mobile Việt Nam, nhưng họ không hề e ngại một chút. Tôi là những player trẻ trong giải đấu, cứ trong giải đấu chuyên nghiệp ấy, những player trẻ họ được ví như những chiếc xe tăng đứt xích Cường ạ. Là họ cứ lao lên và bắn thôi, chứ không có bất kỳ một cái gì có thể cản họ lại được, trừ khi họ bị knock out hoặc bị gạt giò thôi. Chính xác rồi, có lẽ đó cũng là một kinh nghiệm mà Loki đã rút ra được trong cái quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp rất là lâu của mình. Và đó cũng là một lời cảnh tỉnh dành cho những đội tuyển lão làng tại PMLC lần này, không được phép khinh thường bất cứ một đội tuyển nào cả. Và giờ Elohim đang cố gắng lẩn trốn để có thể sinh tồn. Khá tinh quái đấy chứ khi mà chọn cho mình một cái bụi cỏ đúng không? Chính xác, ở cái khu vực này nếu mà nằm cỏ thì sẽ rất khó để tìm vị trí ở 07, 06. Thậm chí còn đang đi tìm bằng ô tô luôn ạ. Trời, rất cẩn thận vị trí Brick Tour. Nhưng tuy nhiên thì cẩn thận nha, khi mà nếu bây giờ cả ba người ngồi trên chiếc xe này thì sẽ rất nguy hiểm. Biết đâu sẽ có tình huống gạt gió thì Elohim thì sao ta? Rất có thể, hãy chờ xem. Vâng, vị trí nằm cực kỳ là khó tìm và khó chịu đến từ Elohim. Các bạn cứ lút đi, tôi chờ các bạn lên xe đấy. Hello luôn đúng không? Tầm này mà có một footstep được tạo ra bởi cái chiếc xe bán tải này thôi thì khả năng cao là Elohim sẽ xuất hiện. Nào, tiếp tục là một tiếng bait nữa tới từ 0706, chủ động hy sinh mạng sống của mình và sẽ gặp một chút nguy hiểm để check ra cái vị trí của Elohim tới từ đỉnh của Light Blue. Hãy chờ xem. Đổi quá nhiều như vậy. Trong khi đó thì ở khu vực Water Treatment ta đang có sự xuất hiện của Gunner Master. Gunner Master cũng là một đội tuyển có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu rồi Cường ạ. Tuy nhiên là cứ mỗi mùa thi đấu thì họ lại thay một lineup mới. Chính xác, đó là điều mà tôi cũng đang muốn nói đến ở đây, rằng là Gunner Master cũng thay người nhiều quá. Mỗi một mùa thì mình không hiểu là, tôi không thể hiểu là đội tuyển này họ sẽ chơi với lối chơi như thế nào. Có mùa thì tôi thấy Gunner Master chơi kiểu thủ quay trở lại đây bằng một tình huống Elohim. Rất khó chịu và Brick to Go họ bắt bằng được người cuối cùng còn lại bên phía của Light Blue Gaming và cũng chính thức tặng cho Light Blue một cái top thứ 15 tại map Miramar này luôn. Một kỷ niệm có thể nói rằng rất đáng quên với Light Blue. Vâng, phải nói là ở cái khu vực ta có thể thấy là luôn liên tiếp có những cái tình huống mà khá là hài hước đến từ tất cả các đội tuyển ở đây. Như trong cái giải mà tôi thi đấu thì có tình huống mà Deadshot bị player đấm chết đi cầm súng. Chính xác, chính xác. Cũng là chính ở cái miệng núi lửa ấy luôn. Một này cái pha mà nhắc về thì có lẽ là ai cũng phải nhớ. Ma siêu, tôi nhớ chính xác player là Ma siêu. Sau cái tình huống đấy thì tôi và Deadshot thì có một vài tình huống là sau đấy thì anh em lại phải chấn chỉnh lại nhau. Chính xác, chấn chỉnh lại tâm lý luôn đúng không? Có lẽ tôi nghĩ rằng Deadshot cũng phải sang chấn tâm lý với cái pha xử lý lỗi đó của chính mình. Chính xác, cầm súng mà bị đấm thì chắc chắn là sang chấn tâm lý rồi. Quay trở lại đây, chúng ta nhìn thấy vị trí của Bin bên phía KR có vẻ như phát hiện ra vị trí của Ben P với Made in Việt Nam rồi. Một tình huống Ben P đang ngồi nghiêng. Sẽ ai là người chiến thắng đây? Và góc của Ben P là đẹp hơn. Và Ben P đã tận dụng rất tốt cái cơ hội này. Ngay lập tức tôi nhìn thấy dấu hiệu của Andrew 18 quay trở lại để bắt đắc người đồng đội của mình. Tuy nhiên thì Ben P vừa làm hại rồi. Vâng, vị trí của Phu Dung Ly tôi đột mạng Cường ạ. Thôi xong rồi, và một pha di chuyển cực kỳ thiếu thông tin tới được Coden Gaming. Và giờ họ đang phải trả một cái giá vô cùng đắt nhá là dẻo tới được Fujin. Tiếp tục rồi thì bị một mạng thì Marine nằm xuống. Nhưng Luka xuất hiện quá kịp thời và đó là những nỗ lực tới từ Fujin Lee mà thôi. Còn lại bên phía của KR có lẽ lên bỏ chạy đi thôi. Vâng, Andrew 18 giờ đã thấy cái tình huống cao chạy xa bay rồi. Vậy là 3 kill dành cho Made in Việt Nam. Một khởi đầu ở map thi đấu Miramar như thế là ổn đúng không Cường? Chính xác rồi, và rõ ràng thì Made in Việt Nam vẫn đang chơi cực kỳ hay nha. Họ có cho mình những cái tên có thể nói rằng cũng rất máu mặt. Nào là Luka, Marine, Ben P trước đây cũng đã thi đấu cực kỳ nổi bật ở trong những cái giải thi đấu PMP 200 hay là PMP 400 rồi. Một lineup khá hứa hẹn đấy chứ. Vâng, tôi nghĩ là trong những cái trận đấu của ngày thi đấu hôm nay, Luka sẽ cho chúng ta những cái màn cống hiến cực kỳ là mãn nhãn để kỷ niệm cái sinh nhật mới, tuổi mới của Luka ấy. Chính xác, hãy chờ xem. Nếu như là một ngày sinh nhật đầy kỷ niệm dành cho Luka đúng không? Chính xác là như vậy. Vâng, tôi đang thấy bên phía của X Gaming. Từ lúc nào đó họ đã mất đi vị trí của Mouse rồi.
Vậy là trong trận đấu này X Gaming họ chỉ thi đấu với 3 người thôi. Vậy là một khởi đầu khó khăn. Nhưng tuy nhiên họ đã bỏ túi cho mình 4 kill rồi. Một tình huống combat mà cái kill feed cũng chưa thể loát kịp được cái tình huống đấy Cường ạ. Một pha mà X Gaming đã bất ngờ ngay quãng thời gian đầu, và theo những quan điểm cá nhân của tôi thì khi mà một đội tuyển PUBG Mobile chuyên nghiệp họ mất đi một người và chỉ còn lại một cái form 3 người thì chơi rất là khó. Không biết là cô ông nghĩ sao về cái ý kiến này? Nếu mà Cường hỏi như vậy thì tôi xin đưa ra một câu trả lời, đó là DIF. Một ví dụ điển hình của một team bắn 3. Không, đấy là một DIF mà họ đã quen với việc bắn 3 tại PMPL vừa rồi rồi cơ. Nhưng mà nếu là một đội tuyển mà đủ 4 ấy, và sau khi họ mất đi một người ấy, và không giữ được cái form 4 thì sẽ cực kỳ khó chơi. Chính xác như vậy. Ở trận thi đấu Sanhok vừa rồi, Light Blue họ mất cái top 1 vào tay của Medi Việt Nam, vào Bảo Nam United. Họ bị knock out một người thôi thì Bảo Nam United họ không phải chần chừ gì nữa, họ sẽ đẩy thẳng lên. Đấy là một cái thiệt thòi cực kỳ lớn khi mà chơi thi đấu thiếu người ở những vòng bo cuối. Và chúng ta cũng đang có được cho mình một cái airdrop đầu tiên tại map thi đấu Miramar này, một khẩu AUG cốp 4 và đương nhiên rồi full set 3. Một cái thính có thể nói rằng khá ngon. Nhưng thêm một câu hỏi nữa dành cho cụ ốc thì tôi thấy rằng có rất nhiều các pro player họ quyết định sử dụng M4 thay cho AUG. Sẽ là sử dụng M4 thay cho AUG trong trường hợp mà họ chưa có cái băng đạn thay nhanh mở rộng. Bởi vì cái tốc độ thay đạn của khẩu AUG cực kỳ lâu. Nếu mà có cái băng đạn thay nhanh mở rộng thì tôi sẽ ưu tiên sử dụng cái khẩu AUG hơn. Bởi vì chắc chắn là khẩu súng ở trong cái thính lúc nào nó cũng sẽ ngon hơn những khẩu súng mình nhặt ở ngoài nhà rồi. Chính xác rồi, một cái điểm yếu duy nhất tới đây AUG đúng là tốc độ thay đạn. Và quay trở lại với cả khu vực San Martin dành cho Yumi Hao nào. Họ vẫn đang chủ động án ngữ tại thành phố mà mình có. Chắc chắn sẽ là một lượng trang bị cực kỳ giàu có. Chúng ta đang có một pha combat nhẹ giữa Xiaomi cùng với cả Enfit Unite. Công luôn tới được 0808 này. Ui, người ta gọi là gấu nguyên con luôn. Đừng bao giờ đánh giá thấp những bạn nữ chơi PUBG Mobile, bởi vì những bạn nữ chơi PUBG Mobile tôi thấy đã không biết bắn rồi, nếu mà bắn ấy thì sẽ bắn cực kỳ chiến. Vâng, trên màn hình có bạn bây giờ đang vị trí của 26 Yuli. Tôi có thể đọc 26 Yuli. Các player chúng ta đặt tên theo kiểu như này đọc rất là khó Cường ạ. Bây giờ mình đọc 26 Yuli thì nó sẽ là kiểu nửa Việt nửa ta, nửa Tây nửa ta. Nhưng mà nếu mà đọc cả ra thì sẽ rất là dài. Thôi thì các bạn đã đặt sao thì mình sẽ đọc như vậy đi. Và đây thì Gunner Master đang đi qua khu vực máy gaming đã kiểm soát từ trước. Những tình huống bắn để khẳng định chủ quyền tới từ vị trí của Hà Rè. Nhưng có vẻ như Gunner Master sẽ có một cú bẻ lái thôi. Họ không muốn combat với cả X-Gaming ở ngay quãng thời gian đầu này. Và thôi xong rồi, Gunner Master tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, GK nằm xuống về Sunoat. Một câu trả lời tới từ Ryuk. Nhưng vậy là Gunner Master đúng chính xác là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Họ tránh được đội tuyển X Gaming thì vào đây. Họ lại đang chui vào đúng cái thế trận bát quái được bày ra đến từ Bảo Nam United. Bây giờ họ sẽ phải chống trả Bảo Nam United như thế nào đây, khi mà tôi đang thấy Bảo Nam United họ đã bắt đầu áp sát rồi. Vị trí của Sunoat đã áp sát khu nhà của King. Những người đồng đội của Sunoat đang bắn cover trên đồi. Vâng, liên tiếp những tình huống trả hết ra vị trí Sunoat, tuy nhiên chưa được chính xác cho nắm. King vẫn có thể chống chịu được trong khu nhà này. Nhưng có lẽ là Bảo Nam United họ cũng nên tính đến cái nước là di chuyển gần đến và hỗ trợ cho Sunoat đi thì hơn. Sunoat đang tỏ ra là hơi cô lập một chút ở khu vực nhà mà Gunner Master vừa công vào. Vẫn chưa kêu gọi quá nhiều sự hỗ trợ, nhưng ở phía sau với Sunoat thì đã có cap on white card rồi. Và như vậy thì đó là một pha di chuyển đội hình rất tốt tới từ BN United nhà. Mèo nào sẽ cắn mỉu nào đây, phi thẳng vào tới từ Silent. Vâng, sát thủ thầm lặng chúng ta sẽ làm được gì? Tôi nhận thấy cái tình huống mà Bảo Nam United họ bắt đầu mở thế trận combat rồi. Bây giờ Ryu 7-7. Master, Gunner Master chỉ còn lại 2 người thôi. Silent bắt đầu đẩy lên rồi. Nhiều vị trí của Gunner Master họ sẽ chống trả như nào đây? Chạy lên tầng 2 ư? Căn nhà này chạy lên tầng 2 thì làm sao có thể thủ được? 3 người công lên đây. King bắt đầu có tình huống chạy. Rất khó dành cho King rồi. Lại là tình huống mèo vờn chuột, vị trí King câu giờ rất tốt. Tuy nhiên Bảo Nam nhiều tuyệt họ cũng sẽ không từ bỏ đâu. Vị trí của Chun số 2 gần như là không có một cái tác dụng ngoài. Rõ ràng thì cái cách mà Wildcat đứng ở phía ngoài để cover cho những người đồng đội của mình và đem về một lượng thông tin lớn là sự khác biệt giữa Bảo Nam United cùng với Gunner Master trong tiếng xử lý vừa rồi. Một cuộc đối đầu rất duyên nợ đấy chứ. Đây là những người đồng đội cũ với nhau, Cap One, King và cả Silent nữa. Trong trận đấu chúng
ta gần như là sẽ gạt bỏ tất cả những yếu tố cá nhân ra thôi. Ryu 97 đã bị gạt giò rồi. Vị trí của team Gunner Master bây giờ chỉ còn trong trận đấu, anh chưa thể hiện được một cái tác dụng gì nhiều lắm ngoài một tình huống cứu lên đồng đội. 4 kill rất dễ dành cho vị trí của Bảo Nam United. Tiếp tục là một pha thị uy sức mạnh tới từ Bảo Nam, khả năng combat tuyệt vời thôi. Một pha 4 đổi không. Ở một góc nào đó trên bản đồ thì DAF cùng với cả Bisenot cũng đang vào nhau rồi. Và Bisenot là người gặp khó hơn khi họ vừa mất đi một thành viên. Còn trọng đó bây giờ đang cố gắng hồi cho mình lượng máu ở bên ngoài bo. Bên trong bo bây giờ chúng ta nhìn thấy vị trí của New Star, Xiaomi cũng như là EAP. Ở bên Việt Nam thì họ đang lựa chọn cho mình một con đường đi vòng lên ngược phía trên góc 12 giờ của bản đồ. Đó có lẽ cũng sẽ là con đường di chuyển mà DAF lựa chọn. Tôi nhìn thấy Basel, họ đang có ý định là muốn chiếm cái khu vực đồi ở khu vực Water Treatment này. EMU lần này họ chỉ thi đấu với 3 người, tuy nhiên một tình huống đi lỗi từ Penkun ngay lập tức. Trọng đó đã bỏ túi cho mình được một kill rồi. Một tình huống thi đấu khá khó chịu từ Trọng đó nhá. Lại là một pha chơi thiếu thông tin nữa. Enfit này đang tỏ ra khá non tại ngày thi đấu đầu tiên này. Họ chỉ chơi với có 3 người mà thôi. Trong đó thì hãy nhìn về cái vòng bo vừa rồi đi. Xiaomi đang là một trận đấu tuyển ở tâm bo đang có cực kỳ nhiều những lợi thế nha. Made in Việt Nam có một khu vực map vòng bo và một diễn biến khác thì Brick to War đã dừng lại ở vị trí top thứ 13 rồi. Giờ chúng ta chỉ còn lại có 39 player với 12 team mà thôi. Hà Rè tiếp tục bắn tốt ở đây. Clear lớp nằm xuống rồi. Bisenot với chiếc của Lia cũng vừa bị hạ gục. Giao tranh đang nổ ra tất cả các mặt trận khi mà diện tích vòng bo thứ tư này còn lại là không nhiều dành cho các đội tuyển. Hai người đồng đội còn lại bên phía Yammer. Yami House đâu rồi khi mà ở đây tôi chỉ nhìn thấy vị trí của Lillip cũng như là vị trí của Cu Vẹt thôi. Lillip bây giờ liệu có được cứu lên hay không đây? Vị trí của Mickey cũng như là vị trí của Kay đang ở rất xa, vậy là Cu Vẹt cũng đã bị knock out rồi. Khó dành cho Yami House khi mà bây giờ hai người đồng đội của họ quá xa rồi. Hà Rè liên tiếp thể hiện trình độ ném nết của mình, ném nết rất tín. Hai quả nết đã có hai mạng. Còn có lẽ hai người đồng đội bên phía Yami House quyết định bỏ đi. Và như vậy thì Korean Gaming cũng vừa bị clear hoàn toàn ở vị trí top thứ 12. Gì đó sự cố gắng tới để Enfit này mà thôi. Chỉ là một phá knock out trước khi phải nằm xuống. Bảo Nam United cũng vừa có thêm một vài những tường combat nữa và nâng tổng số kill của mình lên con số 6. Vâng, cực kỳ bắn cháy đến từ vị trí của Bảo Nam United khi mà họ chưa mất đi ai cả. Vẫn bảo toàn cho mình 4 người. Lợi thế cực kỳ nhiều dành cho Bảo Nam United. Vâng, liệu bây giờ họ sẽ đi di chuyển bo như thế nào đây khi mà vòng trắng trong bo họ khá gần rồi. Tuy nhiên thì đừng quên ở trước mặt họ bây giờ còn một đội tuyển nữa. Đó là X Gaming. Wow, Ben P ở đây cũng đang tự tin khi sử dụng cho mình K98 nha. K98 mà để bắn lốp xe thì gần như là rất khó để trượt. Liệu DF họ, hãy nhìn tình huống DF để chiếc xe như kia được. Hơi hớ hênh đúng không? Tại vì họ không dám ra được đất xe nữa rồi. Chỉ cần lên đã được cứu lên rồi. Tuy nhiên thì họ lại đang bị bắn bởi cả đạo Bảo Nam United nước cơ. Yami House họ nên tìm cho mình một góc khác đi thôi. Vâng, Suna đang bắn rất bay ở trong trận thi đấu này với 3 kill có được và đó là 50% số lượng kill đóng góp. Áp sát vào trong cuộc xếp zone tới được Bảo Nam. Phút thi đấu thứ 19 của chúng ta, chỉ còn lại 10 team như 34 player thôi. Tôi không nghĩ ở trong map thi đấu Miraman cái nhịp độ trận đấu nó lại căng thẳng như thế này. Chúng ta có hình ảnh của vòng bo tiếp theo rồi. Vòng bo nó đang thu về hướng 6 giờ của vòng bo cô, nơi mà các thành viên bên phía Yami House đang chiếm giữ cũng như là cả X Gaming nữa. Xiaomi họ vẫn đang giữ cho mình được một góc ở trong bo. Tuy nhiên thì hãy cẩn thận nha khi mà ở trên góc tới 12 giờ cũng như là 10 giờ đang xuất hiện của New Star cũng như EAP. Hai đội tuyển này có thể sẽ di chuyển vào khu nhà nơi mà X Gaming cũng như là New Star đang chiếm giữ. Một lối chơi cộng sinh tới để Gaming cùng với cả Bisenor đưa. Như vậy thì Bensu vừa nằm xuống rồi, đó là Sunoat thì ngay lập tức Optimus có một câu trả lời với người đồng đội của mình. Nhưng không được rồi. Bisenot đã bị clear hoàn toàn ở vị trí top 10, một game thi đấu hiếm hoi mà chúng ta thấy được rằng là họ không có mặt trong top 5. Thậm chí là họ chưa có một kill nào cơ. Hãy nhìn Bảo Nam đi. Tôi đã nhìn thấy dấu hiệu của một player nào đó đang cứu rồi. Bảo Nam chưa tuyệt, họ bắn cực kỳ là kinh nghiệm nha. Khi mà vẫn chưa thể để mất một ai cả. Bắn giữ người cực kỳ tốt. Trong khi đó thì ở đây XGaming đang cố gắng trả cho mình những quả nết để có thể đuổi đi những thành viên bên phía Yami House. Vị trí của Dũng PC vừa rồi có một tình huống bắn M24 cực kỳ chính xác. Rất bay. Tiếp tục thì rau cải của New Star cũng bắt đi cái mạng của Luz.
Và ngay lập tức là một tiếng confirm thuế DF, Ulti cũng nằm xuống rồi. New Star bị hạ gục. Và đó là 0808 một lần nữa với khẩu Tommy Gun trên tay mình. Pha combat tay đôi rồi, hãy chờ xem ai sẽ là người giành phần thắng đây. 2701 quyết định có một tiếng pre-fire nhưng sẽ không thể mở cánh được đâu. Make in Thái Lan mất đi của Ben P. Và đây là một tình huống công lỗi tới được Xiaomi. Do không có thông tin hai thành viên nằm xuống. Thôi xong rồi, Xiaomi đang tan vỡ. Họ không có cửa bật ở trong tiếng combat này nữa rồi. Chỉ còn lại tiếng của 26 July thôi. Khó rồi khi mà ở đây hai người rồi. Một tiếng bắn tốt từ 26 July. Wow, một tình huống double knockout cho 26 Jim này. Vẫn có thời gian để có thể hồi phục lên lượng máu cho mình. Liệu có một tình huống clutch 1v4 hay không đây? Vẫn đang cố gắng hồi first air nhưng không được rồi. Đẩy khá cũng... Oh, cái quái ơi. Gì vậy bằng Easy Spy? Không thể tin nổi một pha xử lý lỗi. Không thể tin nổi với cái lượng máu vừa rồi. Và thậm chí như họ player đấy không nghe được tiếng chân của Juli nữa. 26 July luôn. Một pha chơi cực kỳ non tới những thành viên của New Star. Và giờ thì đến lượt Three Shield Legion. Làm như thế nào để bảo đảm tuyệt đang bắn cực kỳ bay. Và thậm chí họ còn muốn dọn nốt đi ở khu vực góc 9 giờ này. Và clear hoàn toàn những khu vực xung quanh mình cơ. Nhưng Make in Thái Lan đã lên tiếng rồi. Marine là người knock out đến một thành viên. Nhưng vô tình họ cũng để lộ vị trí của mình ra. Và tôi trông có vẻ như Make in Thái Lan cũng sẽ là người gặp khó nha. DF vừa bị clear hoàn toàn ở vị trí top 8. Tới từ việc bị đốt chết hoàn toàn ở khu play zone rồi. Và Wildcat đã phát hiện vị trí của Marine rồi. Từ vị trí của Wildcat. Tuy nhiên thì vẫn chưa đoán trúng vị trí của Marine. Bắn đạn thứ hai rồi. À, hóa ra là vị trí của Marine có một chiếc xe. Tuy nhiên thì Wildcat cũng đã bỏ túi được rồi. Một vòng bò tiếp theo đã xuất hiện. Một vòng bò đang ủng hộ rất nhiều cho Bảo Nam nhiều thật. Tuy nhiên họ cần phải giải quyết cái tên Basel đang ở dưới này cơ. Bắt đầu là những tình huống chảy nét đến từ vị trí của Wildcat. Đây là một tình huống nếu mà nét chúng thì sẽ bỏ túi được 2Q cực kỳ dễ dàng khi mà hai thành viên bên phía Basel họ không có bất kỳ một góc nào có thể chạy xong được cả. Một quả net zero như thế này thì không có cách nào để trượt được cả. Set boy đã nằm. Giờ thì Supler còn lại cho mình đúng một chấm máu mà thôi, thêm một quả net nữa được trả ra. Xiaomi bất ngờ dừng lại vị trí top 7 rồi. Và đây là một câu trả lời. Vâng, Silent đã nằm xuống. Đó là một pha bắn chéo sang tới từ Ben P của Make in Việt Nam. Nhưng ngay lập tức thì Silent cũng đã bị confirm. Vâng, một vòng bo rất khó đoán khi mà vừa rồi Bảo Nam nhiều thật họ mất đi một chút lợi thế. Chỉ còn tới 3 người thôi. Ben P đang tác vào bởi Haze. Khoảng 2 tiền. Nếu xa xong thì có combat được, còn 2 người thôi. Họ vẫn ở có một góc ở trong bo. X-Gaming họ nên đi sâu vào hơn trong bo thôi. Họ cố kê các thành viên bên phía New Star khi mà New Star họ đang ở trong bo rồi. Khá là cố chấp. Trong khi đó thì vị trí 80kg bên phía Yami House đã bị knock out rồi. Một lần nữa thì Mickey T4 đang phải cố gắng gồng gánh để kéo cho mình những cái top cao hơn dành cho Yami House. Nhưng có lẽ là cũng sẽ không có nhiều kinh nghiệm lắm đâu khi mà góc đứng của Mickey đang bị quay bởi cả IK mình cũng như là BNL. Rất nhiều những hướng có thể bán được vào. Trong khi đó thì đây là một tiếng solo em. Ben P là người bán tốt hơn. Tree Legion mất đi vị trí của Supler và đó cũng là dấu chấm hết dành cho họ ở vị trí top 6 luôn. Vâng, Mickey tôi nghĩ là nên là hồi tim thôi. Ông Wiki bây giờ thậm chí còn đang muốn 1v3 với các thành viên bên phía X Gaming. Chỉ cần hở ra thôi là sẽ bị knock out luôn Wiki ơi. Và ngay lập tức thì Bảo Nam nhiều thật lại là người bỏ túi cái kill này. Top 5 dành cho Yami House. 14 kill tới từ Bảo Nam nhiều thật tại map thi đấu Mirama này rồi. Và nếu như nó là một cái top 1 trên bảng xếp hạng tổng nha. Vâng, Bảo Nam nhiều thật càng ngày họ bắn càng bay. Chí của Emory cũng tình huống đi cực kỳ lỗi. Đâu đó các quan đông hoa bị Haze rồi. Max K cũng phải di chuyển vào bò. Tại sao ấy lựa chọn di chuyển bò muộn như thế này X Gaming ơi. Tàn nạt rồi. Một trận thi đấu mà BN United đang chơi quá hay. Và họ vừa clear X Gaming ở vị trí top 4 cũng như đem về thêm 2 kill nữa. Và tổng cộng đã là 16 kill tới từ BN United. Rất dễ trong trận thi đấu này. Bảo Nam United họ sẽ giành cái top 1 với 19 kill cường ạ. Rất có thể sẽ là như vậy. Nhưng bây giờ thì cũng đừng khinh thường Ben P cũng như là hai thành viên còn lại của New Star nha. Tôi nghĩ rằng họ có thể làm được nên chuyện đấy. Cái góc của New Star cực kỳ trống. Họ không có phương tiện. Và bây giờ Coffee chỉ cần bước chân qua cái đồi này thôi thì ngay lập tức tôi đang nhìn thấy vị trí Cap One đã nhăm nhe vào đây rồi. Và thậm chí là còn có thể bị bắn chéo sang bởi vì có Ben P nữa cơ. Một pha phi phương tiện vào trong khu tâm bò của Sunat rất hay. Nó cực kỳ tự tin từ vị trí của Sunat. Có hai người đồng đội tay rất to đang bảo là vào đi tôi kê cho bạn yên tâm. Tầm này thì đúng là Bảo Nam bên tuyệt họ đang bay rồi.
rất ít những lý do để có thể cản bước được Bảo Nam United ở trong map thi đấu Mirama thứ ba này. Vâng, Benpi bây giờ đã có cho mình một tảng đá mà không thể nào mà to hơn được nữa. Vì chỉ có Benpi giờ chỉ cần nho cái đầu lên thôi là ngay lập tức sẽ dành cho mình cái top 3. Bây giờ tôi đang nghĩ là cả Made in Việt Nam cũng như New Star, ai sẽ dành cho mình cái top 2 đây? Benpi thì đang cố gắng cắn máu ngoài bo để có thể sinh tồn rồi. Nhưng vấn đề là anh chàng này có bao nhiêu cái first aid kit đây? Tôi nghĩ là không nhiều đâu. Có lẽ cũng chỉ trụ được đâu đó thêm một vài giây nữa thôi. Chỉ có xuống hát rồi còn lên xe ngồi luôn, nghe nhạc cho cẩn thận Cường ạ. Vâng, rất thư giãn đến từ Bảo Nam nhiều tật. Cup One cũng đã di chuyển vào bo rồi. Một tình huống lên xe để tận dụng góc nhìn thứ ba rất tinh quái tới từ xuống hát. Và Benpi hết máu rồi. Và đó sẽ là top thứ 3 dành cho Make in Việt Nam tại Mát Thủy Đông Mirama này. Có lẽ nhanh thôi cái top. Không chờ tình huống 2v3 thành công về phía New Star đây. Những ngôi sao mới của quả nét trừ 98 dành cho Sunwat và ngay lập tức bộ phải lùi về rồi. Không còn nhoi nhoi nhảy nhảy nữa rồi. 3v2, những góc đứng đẹp nhất đều đã được chiếm bởi Bảo Nam United. Giờ thì chỉ có một phép màu mới có thể giúp được cho bộ đôi còn lại của New Star mà thôi. Họ vẫn đang cố gắng bò truyền theo mép vòng bò. Những quả nét được trả ra cho các bạn nhưng nó hơi thiếu chính xác. Tuy nhiên thì quả lửa này nó là đau nha. Unisic nằm xuống nhưng Coffee mới là cái tên đầu tiên bị hạ gục bởi Wildcat. Ở một game thi đấu một Wildcat đã có đâu đó khoảng tầm 8 kill ở trong trận thi đấu này. Quá kinh khủng và một lần nữa.